Trò chơi game Corsair Dark Core Wireless RGB SE thuộc phân khúc trò chơi game cao cấp, được trang bị những tính năng hiện đại nhất tối ưu cho việc chơi game của bạn. Mắt cảm biến BixArt 3360 cực nhạy, tốc độ mắt đọc lên tới 16.000 DPI. Game thủ có thể tùy ý chỉnh tốc độ mà mình mong muốn. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng với mọi loại bàn di chuột mà không bị ảnh hưởng tới mắt đọc của chuột. Có khả năng sử dụng lên tới 24 giờ đồng hồ. Với game thủ thuận tay trái thì sẽ rất khó để cầm được những loại chuột không thuận tay, nhưng với Dark Core RGB, hãng sản xuất đã tạo ra một sản phẩm cân bằng, mỗi game thủ đều có thể sử dụng dễ dàng hơn bao giờ hết. Độ bền kèm tuổi thọ của Switch lên tới 50 triệu lần nhấn. Có 9 nút có thể lập trình tùy chỉnh mọi thứ qua IQ. Chuột có khả năng kết nối có dây, wireless hoặc Bluetooth, dễ dàng sử dụng trong mọi hoàn cảnh chơi game. Sản phẩm đang được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 24 tháng.